Rồi em mời lên là hát bài Thu Lại Câu Hỏi nha. Em mời chị chủ tịch lên hát bài Thu Lại Câu Hỏi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
không đành như một con đà lẻ loi. Một hôm bão tố mưa dầm ở con đò xưa, lòng nghe buốt giá con đò không quay về đây. Thấy người xưa kia gặp ông mây mưa lầm thì ai chẳng đưa con lăng lắm đàn. Dù lại câu hò thi sẽ đem hết thủy chung mà rủ lại câu hò của nghề phu thế của tình tâm màng, để con đò năm xưa được về đeo bên cũ, để giữ cho em nguyện vẹn niềm tin ngày xuất gia theo chồng. Cảm ơn chị Nguyễn Liên. Cô buộc vào giọng nhẹ nha.